Phương Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú và anh chị đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ công việc của Phong Thủy Phương Nguyên. Xin cảm ơn cũng như là những cái ưu ái chân thành của các cô chú và anh chị gửi đến những cái sản phẩm của Phong Thủy Phương Nguyên chúng tôi đưa ra thông qua những chuỗi video cung cấp giá trị, cung cấp kiến thức. Và trong cái khóa kích kỷ lộc 2020 đang diễn ra thì rất nhiều những học viên của khách hàng đã đến trực tiếp với lại khóa học cũng như là vui vẻ gặp gỡ đối với đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên cũng như gặp gỡ thầy Tam Nguyên, thì rất là vui khi mà tương tác với các cô chú anh chị ở trên video trên kênh YouTube này mà lại có thể gặp được các cô chú anh chị ngoài đời để chúng ta cùng nhau trao đổi những kiến thức tuyệt vời của bộ môn văn phương đông như về phong thủy này thì còn gì hơn, đúng không ạ? Thì rất mong rằng là có thể gặp lại các cô chú anh chị khác mà chúng ta chưa từng biết đến khóa kích kỷ lộc, thì các cô chú anh chị có thể đăng ký và tham gia tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tiếp theo. Thì chúng ta hoàn toàn là lên website kichkỷlộc.com để nắm thêm những thông tin chi tiết đối với khóa kích kỷ lộc 2020. Ngoài ra các cô chú anh chị cũng nên vui lòng bấm nút đăng ký cũng như bấm nút chuông để trong quá trình mà theo dõi cập nhật những kiến thức về phong thủy chính tông tam bảo phái thì có video mới nhất của phong thủy tam bảo phái tôi đưa ra thì các cô chú anh chị cũng có thể là lên nghiên cứu cũng như cùng nhau chia sẻ cũng như cùng nhau trao đổi kiến thức cũng như là để chúng tôi có cơ hội giải đáp các thắc mắc giúp đỡ cô chú anh chị. Trong chuỗi video này chúng ta đang bàn đến những cái tháng vượng để chúng ta triển khai xây dựng một ngôi nhà mới hoặc tu tạo sửa chữa ngôi nhà. Thì trong cái tháng tiếp theo là tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2020 canh tí là tháng Mậu Tý, chúng ta có thể xây dựng được với hướng nào, tu tạo sửa chữa tại phương vị nào. Xin thưa với các anh chị, tháng 11 âm lịch là tháng Mậu Tý thì về cơ bản là xét đến tháng 11 âm lịch thì cũng là thời điểm mà cận Tết giáp năm của năm 2020 bước sang năm 2021 tân sửu rồi, đúng không ạ? Do đó là với việc xây mới hay là tu tạo sửa chữa thì các cô chú anh chị cũng cần phải vui lòng cập nhật những thông tin sớm nhất. Ngoài ra theo dõi những video trước đó thì chúng ta biết rằng là các tháng trước từ tháng Giêng cho đến là tháng 10 những tháng nào mà xây dựng hay tu tạo như nào các cô chú anh chị vui lòng nghe lại để có thể nắm được cái phương án một cách chi tiết nhất. Hiện tại vào cái tháng 11 là cái tháng mà Mậu Tý năm 2020 chúng ta có thể xây dựng được ạ. Thì chúng ta có thể xây mới được với cái nhà hướng Tây Bắc. Với cái nhà hướng Tây Bắc bao gồm ba sự hướng là Tốt Cản Hợi năm 2020 canh Tý, chúng ta có thể xây dựng vào một trong các cái tháng trong đó có cái tháng 11 âm lịch. Các cái tháng nào trước đấy thì các cô chú anh chị vui lòng nghe lại để nắm được những thông tin chi tiết hơn. Tây Bắc bao gồm ba sự hướng Tốt Cản Hợi có giải độ từ 292,5 độ cho đến 337,5 độ. Trong đó cái hướng Tốt thì có giải độ từ 292,5 cho đến 307,5 độ. Hướng Càn có giải độ từ 307,5 độ cho đến 322,5 độ và hướng Hợi có giải độ từ 322,5 độ cho đến 337,5 độ. Mỗi một sự hướng này là cách nhau 15 độ. Do đó là các cô chú anh chị phải đo đạc cụ thể xem hướng nhà mình có là hướng gì để xem tiếp vào năm 2020 thì chúng ta có làm được không. Trong cái ba cái hướng là Tốt Cản Hợi này thì năm 2020 chúng ta chỉ động thổ được với hai cái sự hướng, đó là hướng Tốt và hướng Càn mà thôi. Với hướng Hợi chúng ta tuyệt nhiên không nên động thổ mặc dù bất cứ tháng nào. Tại vì sao lại thế? Tại vì là năm 2020 canh Tý thân thi thìn tam hợp thì tương ứng việc tam sát mệnh bao không là tị ngọ mùi. Nếu chúng ta xây cái nhà hướng Hợi tương ứng việc tọa và tọa tị và hướng là hướng Hợi. Tọa tị đây là tọa và tam sát và hướng là hướng vào cái hướng tọa và tam sát và hướng sang. Do đó là với cái hướng Hợi chúng ta không làm được. Tại vì xây cái nhà chúng ta tuyệt đối phải kiêng vào việc đụng chạm và tam sát đến tọa. Do đó xây cái nhà tọa tị thì chúng ta không thể xây cái nhà hướng Hợi được. Thì các cô chú anh chị chú ý như vậy nhé. Với cái việc đó là với cái ba hai sự hướng còn lại là hướng Tốt và hướng Càn, chúng ta hoàn toàn có thể triển khai xây mới vào một chắc các tháng vượng. Thì trong đó có cái tháng 11 là cái tháng Mậu Tý, chúng ta hoàn toàn xây mới được rất là vượng luôn. Thì các cô chú anh chị vui lòng là chú ý để mà chi tiết cụ thể làm thế nào để tôi biết là hướng nhà tôi với hướng Tây Bắc hay không. Bởi vì rằng là rất nhiều cô chú anh chị cũng cứ mô tả lại rằng là hướng nhà tôi là cái hướng mà buổi chiều mặt trời cứ chếch chếch chéo chéo chỉ vào chiếu sáng vào, không biết là có phải là hướng Tây hay không, hướng Tây Bắc hay hướng Tây Nam. Thì vui lòng các cô chú anh chị tải ứng dụng La Bàn Việt về máy trên cả thiết bị iOS hoặc là iPhone. Thì các trên thiết bị iPhone chạy hệ điều hành iOS hoặc là trên thiết bị Android như là Samsung hay là Oppo hay một số dòng máy khác, các anh cô chú anh chị tải ứng dụng La Bàn Việt này đo cụ thể xuống hướng nhà mình hướng gì. Các cô chú anh chị có thể kích vào cái nút cái ngang ở phần bên này cái hướng nút menu và xem hướng dẫn sử dụng. Thì trên đây hướng dẫn sử dụng thì có cái đồ hình cụ thể được hướng dẫn cách đo la bàn như thế nào thể rất rõ trên cái ứng dụng la bàn này để việc chúng ta đo đạc chính xác hơn. Ngoài ra cô chú anh chị cũng có thể là sử dụng cái lắc kinh cọc phúc đường để tiến hành là đo đạc độ số sao cho nó chính xác nhất với một trong những cái pháp cụ tuyệt vời mà Phong Thủy Tam Nguyên tự hào thiết kế và sản xuất ra. Thì dẫn nhận được rất nhiều những cái đơn đặt hàng cũng như sự phản hồi tích cực của các cô chú anh chị với cái thiết bị pháp cụ lắc kinh cọc phúc đường này. Những ai yêu thích của phong thủy thì nói chung quyền chân thành nên sử dụng, nên sở hữu nó trong tay để mà tiến hành đo đạc độ số và phân kim sẽ chính xác rất nhiều.
Từ chung lại tháng 11 âm lịch là tháng Mậu Tý, chúng ta xây mới được với phương Tây Bắc, hướng Tây Bắc. Vậy thì tu tạo sửa chữa, chúng ta tu tạo sửa chữa đạt với cái phương vị nào? Rất tiếc trong tháng 11 âm lịch chúng ta không có tu tạo sửa chữa được với phương vị nào cả. Bởi vậy cho nên rằng là nếu như các cô chú ý chị mà có dự kiến rằng là tháng 11 âm lịch năm sau mới tu tạo sửa chữa thì chúng ta cần phải tính toán được là năm sau chúng ta có tu tạo sửa chữa được không. Thì thực tế mà nói tháng 11 âm lịch thì không có phương vị nào chúng ta tu tạo sửa chữa được cả. Bởi vậy cho nên là nếu như có kế hoạch tu tạo sửa chữa ngôi nhà vào năm sau thì các cô chú ý chị nên xem những video đầy đủ trước đấy để xem những cái tháng nào chúng ta tu tạo sửa chữa được, phương vị nào chúng ta tu tạo sửa chữa được. Hoặc nếu như khó quá thì liên hạc đến số 1900292 để hỗ trợ lý của phòng tuyển viên tư vấn kỹ càng hơn đến các cô chú ý chị nhé. Do vậy rằng là từ chung lại thì chúng ta cần phải nắm rõ được cái yếu tố độ số cũng như phương vị của nhà mình để đánh giá yếu tố thiên khí nó có đắc lợi hay không đối với hướng nhà hay phương vị chúng ta sẽ mới tự tạo. Ngoài ra thì để chi tiết hơn thì phần kiến thức này cũng được thầy Tâm Nguyên trực tiếp chủ giảng và chia sẻ rất kỹ trong cái khóa kết tiền lộc 2020 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì rất hy vọng là các cô chú ý chị có thể đến tham gia cũng như là học hỏi thì sẽ tiếp thu thêm kiến thức cho mình. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú ý chị tại những video tiếp theo cũng như đến trực tiếp tại khóa kết tiền lộc 2020. Xin chào và hẹn gặp lại.